À, như vậy thì khi mà các bạn làm hồ sơ vào trường Nanyang thì không biết là công ty tư vấn du học Tân Đại Dương cũng như là Học viện Quản lý Nanyang có hỗ trợ gì cho các bạn hay không ạ? Các bạn biết không, khi các bạn đăng ký làm hồ sơ du học Singapore trường Quản lý Nanyang tại công ty chúng tôi, các bạn sẽ được miễn phí 100% chi phí dịch vụ làm hồ sơ. Ngoài ra thì công ty chúng tôi sẽ cam kết là không thu bất cứ chi phí nào ngoài chi phí của trường đưa ra trên cái thư nhập học. Đồng thời chúng tôi sẽ hỗ trợ vé máy bay một chiều cho các bạn đến Singapore nhập học. Tân Đại Dương sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc trước, trong và sau khi du học, hướng dẫn cho các bạn đường đi, bản đồ nơi ăn ở, trường học tại Singapore, hướng dẫn mua ngoại tệ tỷ giá thấp nhất, đăng ký làm thẻ ngân hàng miễn phí tại Singapore hay các bạn muốn làm ở Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi còn đăng ký cho các bạn mua thẻ tàu điện ngầm MRT hoặc là xe bus. Công ty chúng tôi còn hỗ trợ các dịch vụ sinh viên khi mà qua trường học, thì đại diện trường Nanyang là người Việt Nam thì đại diện trường sẽ quan tâm đến từng một sinh viên và cố gắng giúp cho các bạn sẽ thích nghi sớm với cuộc sống của một sinh viên mới và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế những ngày tháng đầu tiên mà các bạn tới Singapore. Học tại Nanyang thì các bạn sẽ được hỗ trợ những dịch vụ như là bảo hiểm y tế cho nhập viện và điều trị y tế liên quan đến tất cả sinh viên trong suốt thời gian khóa học. Định hướng chương trình giúp cuộc hành trình học tập của sinh viên mới được trôi chảy và môi trường sống thuận lợi hơn. Sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ và dịch vụ đón tại sân bay nhằm cung cấp cho sinh viên quốc tế có sự chuyển đổi liền mạch thời gian từ khi đến Singapore. Nanyang chăm sóc sức khỏe và phát triển toàn diện cho sinh viên trong suốt thời gian học. Các bạn cứ yên tâm, khi các bạn học tại trường Nanyang, các bạn sẽ được sự hướng dẫn tận tình của trường và trường luôn nâng cao kinh nghiệm giáo dục thông qua việc tổ chức cho sinh viên các hoạt động phong phú. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.